Mọi người ơi, anh em mình thất bại rồi. Thì tổng cộng là khoan là hơn 80m, gần 100m rồi nhưng mà vẫn chưa có nước mọi người. Thì bây giờ mình đã nói với bà con ngay từ đầu rồi. Thế là chỗ này nó rất là khó khăn, khó có nước. Thì mình nói ngay từ đầu nhưng mà bà con không nghe, thì bây giờ không có nước thì thật ra cũng rất là buồn. Buồn là vì bây giờ mình là người nhận khoán, chủ thầu nhận khoán. Bây giờ không có nước thì bây giờ bắt buộc phải di dời lên trên. Mất nhiều công sức của anh em đúng không? Mất nhiều công sức của anh em. Thì suốt một tuần qua thì anh em mình với cả anh em thợ ở đây cố gắng khoan để càng nhanh càng sớm cho nó kịp tiến độ để có nước cho bà con á. Nhưng mà bây giờ là đã đạt tới cái mức độ mà có nước rồi nhưng mà là vẫn không có luôn. Thì là xác định được là cái giếng này là bây giờ là nó không có nước luôn mọi người. Công sức một tuần qua của anh em mình coi như là đổ sông đổ biển. Chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả các cô chú anh chị. Mình là Trọng đây và đứng kế bên mình đây là anh Lâm. Ngày hôm nay thì anh em mình đang có mặt tại thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Như ở trong cái video trước mình có chia sẻ cho mọi người là anh em mình đang làm một cái dự án mà nước sạch ở đây để cho bà con sử dụng á. Thì là ngày hôm nay là mình lên trên đây để mình quay cái tình hình và cái tiến độ cho mọi người xem. Thì tối qua thì mình có nhận được một cái tin của anh thợ. Thì anh báo cho mình một cái tin cũng rất là buồn luôn. Thì công sức bữa giờ mà anh em mình bỏ ra biết bao nhiêu ngày và biết bao nhiêu công sức thì bây giờ thì nó đã là thất bại rồi mọi người. Là cái giếng khoan là được 80m rồi nhưng mà bây giờ lại là không có nước. Ở dưới nó bị sạt lở rồi, nó không có nước luôn mọi người. Thì mình nghe cái tin này thì mình cũng rất là buồn đúng không? Đúng rồi. Bữa giờ thì cũng cả hơn một tuần rồi. Từ cái ngày mà mấy anh em mình bắt đầu làm cái giếng này á thì cũng hơn một tuần rồi mà bây giờ lại là không có nước thì nên là ngày hôm nay là mình quay lại đây để mình quay rồi mình đưa lên cho mọi người xem để cho mọi người biết được là tình hình là làm cái giếng nước sạch ở đây nó đã tiến độ như thế nào rồi. Thì chắc là có thể là mình làm cái giếng này nó không thành công mình mà làm cái giếng khác thì nó sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn chứ không phải một tuần. Như ở cái video trước á là anh thợ anh có nói là tầm khoảng một tuần là xong đúng không? Nhưng mà bây giờ là làm cái giếng khác thì nó sẽ lâu hơn. Nên là bây giờ mình lại đó mình quay trực tiếp cho mọi người xem nhá. Thì mọi người tiếp tục theo dõi cái video này và đồng hành cùng anh em mình nhá. Tất cả máy móc các thứ thì anh em mình vẫn còn để đây luôn mọi người. Lại không có nước thì mới buồn cơ. Em chào anh Lâm. Tình hình cái giếng nước này sao rồi anh Lâm? Qua anh điện em, anh kêu không có nước à? Tình hình cái giếng này là không có nước rồi. Đó. Là vì lý do là bây giờ sập đất sét nhiều, mà bây giờ dưới nó bùn không. À. Bây giờ không có cục đá nào thì chịu thôi bó tay. Tổng cộng là khoảng bao nhiêu mét rồi anh? 80m. 80m à? Nếu mà nó còn đá thì mình khoan có hơn 100, 150 thì cũng bình thường. Thì tổng cộng là khoan là hơn 80m, gần 100m rồi nhưng mà vẫn chưa có nước mọi người. Thì bây giờ mình đã nói với bà con ngay từ đầu rồi. Thế là chỗ này nó rất là khó khăn, khó có nước. Thì mình nói ngay từ đầu nhưng mà bà con không nghe, thì bây giờ không có nước thì thật ra cũng rất là buồn. Buồn là vì bây giờ mình là người nhận khoán, chủ thầu nhận khoán. Bây giờ không có nước thì bây giờ bắt buộc phải di dời lên trên. Mất nhiều công sức của anh em đúng không? Mất nhiều công sức của anh em. Thì suốt một tuần qua thì anh em mình với cả anh em thợ ở đây cố gắng khoan để càng nhanh càng sớm cho nó kịp tiến độ để có nước cho bà con á. Nhưng mà bây giờ là đã đạt tới cái mức độ mà có nước rồi nhưng mà là vẫn không có luôn. Thì là xác định được là cái giếng này là bây giờ là nó không có nước luôn mọi người. Công sức một tuần qua của anh em mình coi như là đổ sông đổ biển. Như mọi người nhìn thấy này, 80m thì rất là sâu luôn. Một cái cây này là nó dài gần 5m. Nhưng mà hiện tại ở đây là hết là 20 cây. 20 cây này là thành ra là gần 100m rồi, 80 mấy gần 90 rồi. Cái giếng mọi người xem đó. Giờ biết bao nhiêu luôn. Mới nghe tiếng.
Giờ mình mà khoan tiếp là bên dưới nó sập đúng không anh? Sập, nó sập. Nó sập đất và bùn. Mà nếu mà bây giờ hy hữu có nước cũng không thể ăn được. Tại vì bây giờ nó bùn, nó đặc như cà phê sữa thì làm sao mà bà con ăn được. Bây giờ là anh em mình sẽ chuyển lên trên chỗ mới làm. Thì mình mong là sẽ có nước cho bà con. Tại vì thấy bà con như vậy thì mình cũng rất là thương. Nên là nếu mà làm xong giếng trên đó mà ăn may mà mình có nước anh Lâm, thì chắc là em sẽ làm một cái dàn, cái bồn. Cái bồn trên là 5.000 lít. 5.000 lít. Thì 5.000 lít là hôm bữa là anh báo giá em là tầm khoảng 15 triệu đúng không? Cái chân bồn thì 15 triệu. Còn nếu cái bồn? Cái bồn thì nó bảo rơi vào khoảng 15 triệu. Thì hôm bữa mình báo là 14 triệu 800. Thì bây giờ anh báo cái giá và gần chính xác, còn chính xác hơn thì về anh em mình thực tế rồi mình viết hóa đơn các thứ đúng không? Đúng rồi, thực tế chân... thì bây giờ mình về viết hóa đơn kê khai thì mới biết được chính chân, xác là chân bồn là 15, bồn là 15. Em tính là làm luôn một cái dàn mà lọc nước sạch cho bà con luôn đó anh Lâm, để cho bà con mà bơm nước này lên là có thể uống được luôn. Được. Nhưng mà cái công suất thì nó đủ cho khoảng tầm 20 hộ ở đây thôi, chứ cũng không cần phải lớn lắm. Công suất thì bây giờ nó chỉ có máy lọc nước thông thường hai cái giá là một. Chứ còn bây giờ lọc công nghiệp thì giá tiền nó rất là cao. Cái lọc mà như kiểu vào mấy cái tiệm mà người ta đổi bình nước lọc á thì đấy là lọc công nghiệp. Bao nhiêu anh? Bây giờ nếu mà bộ nhỏ nhất thì một ngày nó lọc được khoảng 1.000. 1.000 lít. 1.000 lít thì nó vào rơi thấp nhất thì bây giờ nó vào làm cỡ khoảng độ 80 triệu. Còn làm mà nếu mà lớn thì nó vào khoảng, nói chung là nhiều, từ 80, 120 rồi cái nước 300 sạch, triệu. Đúng rồi. Thì nhưng mà cái nước sạch này là nó chỉ để uống thôi chứ không cần nhất thiết là phải 1.000 lít một ngày đâu anh. Để uống thì mình dùng tầm khoảng 200-300 lít một ngày thôi. Thông thường thì bây giờ hai cái thì nó công suất thì nó vào khoảng là 1 giờ thì nó lọc khoảng 1 giờ nó lọc khoảng 40 lít. 1 giờ 40 lít thế một ngày là cũng phải 400-500 lít mà. Ngày 400-500 lít. Nhưng mà mở đến đâu thì nó lọc đến đấy, chứ nó không lọc, nó chỉ lọc dự trữ trong cái bồn của nó là chỉ khoảng 15 lít. Giống như là khi bên, nào mình xài thì nó mới lọc hay? Đúng rồi, không, trong bồn ấy nó vẫn lọc dự trữ đầy, nó ngắt. Bên đó, thì hai cái bình đó thì nó vào khoảng 30 lít. Bên công ty của anh Lâm là có đầy đủ luôn đúng không? Có đầy đủ hết. Chúng là thì... lắp ráp đầy đủ hết, toàn bộ. Toàn bộ luôn đúng không? Bà con từ thì... ống nước. Trước mắt là bây giờ là em sẽ tính là khi mà mình chuyển lên trên chỗ mới mình làm nhá, là mình khoan giếng xong rồi anh sẽ làm cho em một cái sàn khoảng tầm 3m2 hay 4m2 rồi đó. Đúng rồi. Xong rồi anh rào hàng rào B40 lại cho em luôn. Khung sắt B40. Đúng rồi, cho nó an ninh, trẻ con khỏi đi ra đi vào. Rồi là bồn 5.000 lít, chân bồn. Bây giờ bên dưới là cái dàn lọc nước sạch cho bà con có thể uống được luôn. Còn tắm giặt các thứ thì bà con nước bình thường. Thông thường. Thì nhưng mà bây giờ thì mình phải nói chuyện với bà con xem là bà con có quyết định là khoan chỗ khác hay không. Tại vì bây giờ bà con đang kiểu... mỗi người thì mỗi ý, mỗi người một ý. Ai thì cũng ai muốn, cũng muốn mang về nhà mình khoan, cũng muốn khoan trên đất của họ, nhưng mà bây giờ mình sẽ vô trong đó mình khuyên bà con cho họ hiểu là cái giếng này là cái giếng mà sử dụng chung chứ không phải là cái giếng cá nhân, nên là bà con cứ yên tâm. Thì tại vì bà con trong này họ cứ sợ là giả sử mà khoan trên giếng người này xong rồi mai mốt thì cãi nhau lại không cho sử dụng á, nhưng mà cái điều đó là không thể. Tại vì khi mà mình khoan là mình có nói chuyện với chính quyền xã là gia đình đó phải lên trên đó viết giấy cam kết với chính quyền xã là khoan giếng là cho sử dụng chung cả xóm cả làng. Nếu mà sau này mà có bán đất cho người khác thì cái giếng đó là vẫn là giếng của sử dụng chung. Đúng rồi. Thì bây giờ mình vô trong mình nói chuyện bà con luôn anh Lâm. Đó. Đi. Anh Trường ơi, lại đi nói chuyện với em một tí. Trường. Đi, đi, đi qua đây. Đi, đi ra đây anh Trường. Thì bây giờ là đi qua đây, ra đây, ra đây, đi, đi, ra đây luôn. Thì tình hình là cái giếng là bây giờ là nó như vậy đó. Thì em cũng báo với anh biết luôn, như bao giờ là anh em mình ở đây thì anh cũng biết rồi đó, là mình khoan 80 mét rồi nhưng mà bây giờ là chưa có nước. Bây giờ nó sập đất nhiều quá. Bây giờ cứ nhấc lên là cứ nhấc cần lên là nó lở xuống, nhấc lên là nó lở xuống. Đất và thì, cát. Thì bây giờ là mình phải di dời ra chỗ khác mình mới khoan bây được. Bây giờ mình phải di dời sang bên kia hoặc là lên trên một xíu. À, đúng rồi. Đó, bây giờ ý em là sao? Bây giờ ý em là em quyết định chứ không phải bàn với người tại kia. Tại vì hôm qua thì em với cả anh Lâm với cả sáng nay á có nói chuyện với bà con trong xóm rồi.
nhưng mà lại họ lại không có chịu. Họ này là muốn khoan ở đây, nhưng mà bây giờ là ở đây là khoan là không có nước. Tại vì cái giếng này họ lại cứ nghĩ là anh Lâm anh khoan chưa tới. Tại vì thường thường là ở khoan ở đây là tầm 70m, 80m là có nước rồi. Nhưng mà cái này là nó cũng là 80m rồi nhưng mà chưa có nước. Với lại là anh Lâm á, là anh khoan khoán. Là mình đã bàn giao cho anh là khoan cái giếng này là 40 triệu. Khi nào có nước thì anh lấy tiền. Rồi, có nước là lấy tiền. Bây giờ là cái này là 80m rồi chưa có nước. Thì là kinh nghiệm của anh Lâm anh khoan là anh biết là cái giếng này là không có nước đâu. Thế là bây giờ là mình sẽ khoan một cái giếng khác. Thì bà con người ta lại không hiểu, người ta lại nói là khoan chưa tới là anh Lâm bỏ. Nhưng mà thực chất theo anh nghĩ đi là bây giờ mình đã khoan xong một cái giếng rồi. Mà bây giờ anh Lâm anh bỏ đi là anh lại tốn thêm công sức, anh khoan thêm một cái nữa. Tốn thêm tiền. Vì vậy là hồi sáng nay với cả qua là em nói chuyện với bà con trong xóm mình nhưng mà bà con không có hiểu. Bây giờ anh đại diện anh nói với bà con đi để xem quyết định thế nào, bà con có chịu khoan chỗ khác hay là không. Nhưng mà bà con không chịu thì nhóm em cũng không còn cách nào. Họ không chịu hả? Không chịu thôi. Thế là bắt buộc phải khoan ở tại đây thôi à? Hôm bữa là mình có nói chuyện với người dân là tổng cộng là có nguyên trong xóm này là mười mấy hai chục hộ mà. Bây giờ anh liên hệ với các hộ đó, coi là khoan được nhà nào khoan, chứ khoan là khu vực này là theo như anh Năm nói là khu vực này nó nằm về một phía cho nên khoan chỗ nào cũng vậy đúng không? Đúng rồi, bây giờ cái khu vực này giờ đất thì toàn là đất cao lanh, đất sét không à. Chứ bây giờ nếu mà khoan mà cứ bây giờ mình thì đi khoan khoán ai chả muốn có nước lấy tiền. Đúng rồi, càng nhanh xong thì anh có càng lấy tiền. Mình mất trắng có cái gì đâu. Đi anh thử vào anh nói với bà con một lần nữa đi để cho khán giả bên em họ biết. Đi. Họ không chịu à? Nói chung là bây giờ họ không chịu. Giờ mình vào cũng thế. Ý là những hộ gần đây họ không chịu nhưng mà mấy hộ bên kia mình khoan trên đất của họ là họ vẫn chịu mà. Họ vẫn chịu. Nếu như bây giờ tụi em rời lên trên xóm trên cách chừng 70-80 mét có gì bà con ở dưới này mình đi đường ống xuống dưới này được không? Đi đường ống thì đơn giản, có khi mình còn phụ cho thêm đường ống. Đúng rồi. Tại vì đường ống thực tế là nó không mất bao nhiêu tiền. Đó. Mà giờ mình quan trọng là có nước, chứ còn ống thì bây giờ dẫn đi đâu chả được. Mình rời lên trên đó mình khoan là tỷ lệ có nước là chắc xác suất là sẽ có đúng không? Đúng rồi, nó xác suất cao hơn. Tại vì hôm qua thì cũng có nói với bà con rồi nhưng mà bà con kêu là khoan thì khoan gần đây thôi, cách đây tầm 50-10 mét thôi. Nhưng mà khoan 50-10 mét thì nó cũng như ở đây thôi mọi người, nó không có nước đâu. Bây giờ mình đi ra đây anh Lâm mình thử hỏi trực tiếp bà con đây một lần nữa xem thế nào thì mình tính. Thì ok mọi người, nãy giờ là mình có trao đổi với người dân rồi. Thì người dân quyết định là khoan trên giếng của anh này. Thì anh là Ca Hùng đúng không? Đúng rồi. Cái chị kia đâu rồi? Cái chị nãy mình tính khoan trên đất của chị đó nhưng mà không có nước đó, chị đó đâu? Đang ở nhà. Không có ra à? Chắc không ra được hay sao? Thì có vẻ như mình cảm thấy là cái chị đó là không có được vui mọi người. Tại vì họ khó chịu á. Họ thì họ muốn khoan trên đất của họ nhưng mà đã khoan ở đó rồi một cái là không có nước rồi. Thì mà họ lại kêu là khoan thêm một cái nữa tại đó. Thì mình với cả anh Lâm kêu là bây giờ khoan thêm cái nữa tại đó là không có được. Tại vì khoan một cái như vậy mà không có nước là phải khoan cách xa đó thì mới có nước. Thì mình nói chuyện với họ thì họ không có vui. Nên là bây giờ mình với cả người dân ở xung quanh này thì hiện tại bây giờ là đang có 3 hộ ở đây. Thì quyết định là khoan trên nhà của anh Hùng. Thì anh Hùng có đồng ý không anh Hùng? Có đấy là đồng ý mà có sao đâu mà. Thì nhà anh hiện tại bây giờ nhà anh là cũng chưa có nước sử dụng đúng không? Đúng rồi, chưa có. Thì phần đất của anh cũng rộng nên là quyết định khoan ở trên phần đất của nhà anh đúng không? Thì tất cả các chị đồng ý chưa? Chị mấy chị đại diện cho những cái hộ kia luôn đúng không? Thế là bây giờ thì trước khi mình khoan thì em nói với anh Hùng luôn nhá. Để người dân mình tránh có sau này xảy ra cái này cái kia. Cái giếng này là cái giếng tặng cho một tập thể nên là khoan trên đất của anh nhưng mà anh cho tất cả những cái người dân hộ dân ở trong thôn tư là họ sử dụng chung giếng với mình luôn nha. Thì khi mà mình khoan giếng xong á, tại vì em cũng có làm việc với xã rồi thì nay em cũng có làm việc với xã thì xã kêu là khi nào mà mình hoàn thiện xong cái giếng thì anh Hồng vợ chồng mình, anh là chủ đất luôn đúng không? Đúng rồi, chủ đất. Thì anh lên trên xã thì anh viết một cái giấy mà cam kết á, là cái nội dung đó là cam kết là mình cho tất cả những hộ dân xung quanh đây là họ sử dụng chung giếng với mình nhá.
Tại vì trên xã thì em không có ý gì đâu, nhưng mà trên xã họ sợ là sau này người dân mình lỡ cãi lộn này, không cho nhà này nhà kia xài á. Nên là mình viết một cái giấy cam kết. Thì anh em mình cứ tính như vậy nhá. Rồi, cảm ơn em Trọng. Thì, Trọng và là tất cả đã giúp quân. Những người có nước ở đây. Thì tôi cũng đại diện cho bà con là cảm ơn rất nhiều. Có việc sau này thì ví dụ khoanh đất của tôi, nhưng mà tôi cũng cho anh em xài chung hết cả xóm này. Cam kết là cả xóm. Cam kết cả xóm luôn. Là được sử dụng. Được sử dụng hết. Vậy thôi, tôi cảm ơn rất nhiều. Thì cái giếng này là giếng của Mạnh Thường Quân tặng cho xóm mình chứ không phải là giếng của em. Cảm ơn em thì cũng kỳ quá. Cảm ơn nhóm Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho làng xóm này không có nước xài. Cảm ơn rất nhiều. Rồi thì anh em mình quyết định là bây giờ em sẽ kêu thợ chuyển máy móc lên trên này mình khoan tại đây nhá. Đây. Rồi, thì anh chỉ luôn đúng không? Là anh là cũng là mấy chục năm qua là anh vẫn chưa có nước đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ anh vẫn xài nước suối à? Thì xài nước suối thôi. Đây là nhà của anh đây luôn hả? Khoan đây đi. Khoan tại đây luôn à? Ừ. Bên này phải của nhà anh không? Của người ta, đây mình từ đây. À, thế là mình khoan tại đây à? Ừ, đây. Ở đây thì lại không biết là có vào lộ giới đường không? Sờ vua lộ giới đường không được á, khoan xích xuống đây một tí đi anh. Chỗ này này. Đây vẫn là của nhà anh đúng không? Thế mình khoan khúc này được không? Ở đó em sợ dính lộ dưới đường. Khoan tại đây nhá. Rồi, thì là anh Hùng là anh chỉ là mình bắt đầu khoan tại đây. Và mình cam kết là cho người dân sử dụng mãi đến sau này. Rồi, ok, em cảm ơn anh Hùng nhiều nhá. Vậy là giải quyết xong cái bài toán mà khoan giếng ở chỗ nào. Thì giờ mình khoan tại đây là cũng ở giữa làng luôn này. Rồi hai bên họ lại đây họ lấy nước. Đúng rồi. Đúng rồi, em nói với anh Hùng là mình khoan ở đây xong là em làm cái bồn luôn. Cái bồn xong rồi cái bồn đựng nước luôn, xong rồi làm cái máy lọc nước ở đây để cho bà con mình múc nước sạch uống luôn á. Hiện tại bây giờ bà con là đang đổi nước suối đúng không? 10.000 một bình. Đúng rồi. Nhưng mà em sẽ gắn cái lọc nước cho bà con luôn, bà con khỏi phải đi đổi. Rồi ok. Nhưng mà mình chưa có điện lưới, mình đang mượn điện người ta. Anh chưa có điện lưới à? Thì mình câu ở mấy nhà kia qua cũng được, không có sao cả. Sợ sau này tụi nó sử dụng nước mình chưa. Cái này là chưa có tiền, nếu mà có tiền bắt điện nhà nước luôn, bây giờ đang kẹt quá. Nhưng mà gắn điện là bao nhiêu? Chắc là tầm 2.5 triệu á nhỉ. 2.5 triệu là xong điện đúng không? Đây đang nhờ điện người ta. 2.5 triệu đúng không? Rồi ok, thì ý là hiện tại bây giờ là nhà anh điện này là đang điện mắc ké nhà người khác. Ké nhà bên kia. Nếu mà mình bơm nước thì nó sẽ yếu. Đúng rồi, yếu. Bên này okay. Với nhà người ta mình bơm nước người ta không cho đâu. Thì nói chung xài là cả làng okay. Đây người ta cho. Nếu mà anh nói vậy thì bên em thì em và Mạnh Thường Quân bên em là sẽ hỗ trợ anh mắc điện cho anh luôn là 2.5 triệu. Vậy. Mắc điện cho anh để mình vừa xài nước vừa xài cái giếng này luôn. Đúng rồi. Thì như ở trong những cái lần trước em trò chuyện với bà con rồi đó, là nếu mà tiền nước một tháng hết bao nhiêu đúng không? Vậy. Thì tất cả bà con trong xóm mình thì anh có làm một cái đồng hồ riêng, bữa đó là em tài trợ cho bên mình một cái đồng xong hồ riêng bơm nước luôn. Chia ra không, bên làng xóm xài một cái riêng, mình xài một riêng. Đúng rồi, chính xác. Đấy. Ý là cho nó dễ. Mình sẽ gắn một cái đồng hồ riêng ở cái giếng đúng này. Đúng rồi. Hết bao nhiêu tiền rồi bà con mình chia ra. Chia ra. 10 hùng 10.000, 20.000, 30.000 gì đó. Mình sử dụng chắc mình mua đồng hồ riêng thôi, tại vì mình vườn mình cũng thì nhiều á. Mình không cho anh em nó đụng chạm với nhau nó mệt lắm. Sợ sau này thì mình nhà cái đồng hồ xong bên kia cái đồng hồ. Thì như nãy giờ anh Hùng chia sẻ đó, thì nhưng mà bây giờ trước mắt là mình phải khoan có giếng nước đã rồi mình mới tính được cái chuyện sau. Đúng rồi. Nhưng mà anh Hùng mới chia sẻ là nhà anh chưa có điện, nhưng mà khoan giếng thì bây giờ mắc điện hết 2.5 triệu á, nên là mình cũng thông báo cho Mạnh Thường Quân biết luôn là đến khi mà ấy xong á thì là mình sẽ gắn điện cho anh Hùng luôn. Thì anh em mình cứ tính thế nhá. Có nước rồi anh em mình sẽ tính tiếp. Rồi ok. Có mà, bên kia có nước mình, bên này có mà. Rồi, khu này có mà, chắc chắn. Yeah. Nhưng mà dưới đó lại không có. Thì bây giờ là anh em mình quyết định là tháo ráp cái dàn khoan này đem lên trên phía trên kia để khoan nha mọi người. Chứ khoan ở đây không có nước nữa. Thì một tuần qua là bao nhiêu công sức của anh em khoan giếng và anh em mình nữa, thì cuối cùng là không có kết quả. Thì anh em khoan giếng thì khoan ở đây là một tuần rồi.
anh em mình cũng thế, là anh em mình cũng lên trên này liên tục 4 ngày để cùng với anh em khoan giếng ở đây để tiến hành sớm cho người dân để có nước á. Biết bao nhiêu thời gian luôn nhưng mà không có nước thì bây giờ mình cũng báo cho mọi người biết luôn. Nếu mà mình mà lên trên kia mình làm á thì riêng phần khoan giếng thôi là hết 1 tuần rồi. Còn làm chân bồn này kia, bồn với máy lọc nước nữa chắc cũng tầm phải 10 ngày. Nửa tháng 15 ngày. 10 ngày nhưng mà mình cứ cho nó rộng ra thì tầm khoảng là 2 tuần đi. Thì khi nào mà cái giếng mà nó hoàn thành xong á thì mình sẽ quay tổng thể cho mọi người xem một cái video nữa nhá. Thì cái video này để mình thông báo cho mọi người biết là về cái tiến độ, là cái giếng này bây giờ là nó đã không có nước rồi. Thì bây giờ mấy anh em đang dẹp cái dàn này luôn. Thì chắc có lẽ bây giờ là Trọng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây luôn. Trọng cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian xem video của Trọng và quan tâm đến cái giếng nước của bà con vùng cao này. Thì mọi người hãy bấm đăng ký kênh và like và chia sẻ đi, để video sau tình hình cái giếng nó có như thế nào thì mình cập nhật lên cho mọi người xem. Thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.